nói chơi gì đó chứ nhiều má mà le lói nghĩ vậy thiệt. Hai gì phải bỏ tiền đi tắm bùn mua mặt nạ bùn thì đi kiếm đạn đóng sình đóng lầy nào đó tắm như trâu cũng dưỡng da được. Không nghe má tắm bùn tắm sình kiểu đó là nó sình cái mình bất thình lình giật mình không kịp. Bùn sử dụng trong làm đẹp thì đúng là nó là bùn đó, nhưng mà kiểu là đã được tinh chế chắc lọc loại bỏ tạp chất, chỉ có bùn 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 và gì và khoáng. Còn mấy cái bùn mà kiểu bùn thô ngoài tự nhiên sình lầy đồ đó thì nó là một cái hỗn hợp rất nhiều tạp chất không sạch sẽ là đắp lên là y ghê dơ nghe chê. Rồi quay lại cái bùn sạch mà dưỡng da nè thì nó sẽ có nhiều dạng thể với các cơ chế hỗ trợ dưỡng da khác nhau. Có loại thì sẽ khô cứng khi đắp hút dầu mạnh, thường sẽ khó phù hợp với các tình trạng da nhạy cảm, da kích ứng hay là có vết thương. Loại mềm như này thì sẽ ổn hơn và phù hợp với nhiều đối tượng hơn. Cấu tạo từ đất sét, khoáng và chất ẩm, nhưng mà không phải cứ trộn lại là ra. Mỗi hãng mỗi loại sẽ có công nghệ, công thức và định hướng tình trạng da khác nhau. Đây, nguồn cội để mà mụn bị dai dẳng là mụn cá, mụn đầu đen, mụn ẩn. Thì cái này là chiết xuất bùn khoáng chứa tận 3 loại đất sét vùng địa Trung Hải, dầu chất khoáng, đất sét cấu trúc 3D như miếng xốp gì đó và chứa silicon với sắt hút sạch sau dầu thừa, hỗ trợ quá trình loại bỏ mụn đầu đen và ngừa các loại mụn khác. Và sau khi dùng mặt nạ này tôi thấy có cải thiện mụn đầu đen bạc sừng đi bớt, điều tiết và kiểm soát dầu cũng tốt hơn. Tóm lại không có chơi cái loại nào, tùy nhu cầu từng người thôi. Nhưng mà da nhạy cảm thì cái loại mềm mềm này nó dễ hợp hơn.